Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật 26 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 95 bắt đầu. Trước khi vào chương trình số 95 khai dân trí, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc. Xin chào mọi người nha. Hai Nguyễn ha. Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 3, là cái ngày mà thành lập Đoàn Thanh niên Súc vật Cộng sản Hồ Chí Minh. Lisa nhận được cái tin là chúng nó bắt các em nào mà vấn đề là học sinh phải kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để mà đi làm cỏ không có công. Tức là nó bóc lột từ lúc còn trong trứng nước là nó đã trứng chỏ như vậy đó. Nó dụ vào kết nạp đà đoàn, kết nạp đội, kết nạp đảng để nó bắt những cái em này phải đi làm không công như vậy đó. Em nào mà chống đối hoặc là em nào mà không đi vào để mà cho nó kết nạp vào đoàn, vào đội thì sẽ bị hạ hạnh kiểm. Thay vì con người ta học từ tốt thì nó đưa xuống khá, từ khá nó đưa xuống trung bình, từ trung bình nó đưa xuống dưới kém luôn nữa.
Nó ngang ngược như vậy đó. Bởi vậy mà cho nên không ai dám chống lại cái lũ súc vật này cả. Cho nên các em phải đành đi vào để mà kết, để cho nó kết nạp đoàn, kết nạp đảng. Người dân ở tại miền Nam Việt Nam, người ta đã quá khổ rồi. Bây giờ đó, trước kia đó, thì bắt đầu là nó giả bộ, nó sợ người dân ở tại miền Nam Việt Nam, nhất là tuổi trẻ, sẽ lên trên mạng để mà tìm hiểu về chính trị. Cho nên nó mới thả vàng, nó cho ăn chơi, nó cho mở những cái tụ điểm phòng trà, nó bắt đầu nó cho ca những cái bài nhạc mà nó gọi là nhạc vàng, tức là nhạc trước 1975 của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên các bạn thấy có những chương trình bolero đồ kia đi ra. Thì bây giờ sau khi mà mọi người càng ngày càng nhiều người, người ta đi vào những cái room để người ta nghe những cái chương trình, người ta tìm hiểu về chính trị, thì bây giờ nó lùi cái băng mặt chó đẻ của cái đảng đĩ của nó ra, là nó cấm không cho ca những cái bài nhạc như vậy. Những cái bài nhạc mà nó đậm tình, nó đi vào từ cái vấn đề là giai đoạn của lịch sử mà nó không bao giờ nó cho nghe. Để cho cái đám sướng ca vô lội, để cho những kẻ nào mà còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nó có thể nó hòa hợp, hòa giải, nó không có thù hận, thì hãy mở to cặp mắt ra đi. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào nó cũng dùng cái thủ đoạn mất dạy của nó cả. Thấy đi, nhìn rõ đi. Những cái bài nhạc mà vấn đề là có mắc mớ tới bàn thờ tổ cha của vấn đề là đảng đĩ không? Những cái bài nhạc mà lời tự tình vấn đề là kêu bạn là có bao giờ mà vấn đề là động mồ động mã tới thằng Hồ Chí Minh không? Nhưng mà nó không cho mọi người ca. Nó bắt mọi người ở tại miền Nam Việt Nam phải đi vào để mà vỗ tay ca những cái bài nhạc mà của ở ngoài miền Bắc, ở ngoài ngoại đó. Hoặc là nó kêu đi vào sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đội, rồi bắt đầu là kêu bằng là cầm quạt, nó kêu đi ra múa những cái bài mà khốn nạn của nó đó. Đàn theo ta đi qua con suối, con khe, hoa nướng giấy qua bao nhiêu rừng đó. Những cái bài mà trong rừng, trong rú vậy đó, là nó bắt buộc mọi người phải ca. Hoặc là nó bắt ca cái bài mà cắt cùm cùm một đùm dưới hán đó. Có ai to bằng cái chài anh to là của trời cho, cái bụng em to cũng bởi cái chài này đó. Cho nên nó khốn nạn vô cùng. Bởi cho nên quân đội cũng như là công an, hoặc là những người nào mà ở miền Nam Việt Nam, hoặc là ở từ vĩ tuyến 17 đi vào, mọi người hãy sáng con mắt ra đi. Thằng chó đẻ trọng lú nó đã tuyên bố một câu xanh rờn, giống như là một cái gáo nước lạnh, một cái gáo nước dơ mà nó tạt vào mặt của mọi người đó. Nó nói rằng là đất nước Việt Nam Tổng Bí Thư chỉ được là thằng ở ngoài miền Bắc, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc mà thôi. Còn từ miền Trung cho tới miền Nam chỉ là tay sai, chỉ là làm những chức vụ nhỏ mà thôi. Nó kỳ thị vùng miền như vậy. Một cái thằng mà vấn đề là kêu bằng là nắm đầu cả một cái vấn đề là kêu bằng là tổng bí thư của một cái đảng, mà nó mở miệng ra ăn nói súc vật như vậy, mà mọi người ở tại miền Nam vẫn còn cúi đầu để nghe lệnh của nó nữa hay là không? Hả? Lisa nhận được một cái mật tin là những cái người mà thương lái của Tàu Cộng, hoặc là những người giả bộ đi du lịch toàn là trinh sát của Tàu Cộng không? Nó qua nó coi địa hình nhà cửa như thế nào, chỉ cần rụt rịch nó có thể nó rút súng ra nó bắn chết những cái người nông dân, những người nào mà ở những cái vùng nông thôn hoặc là trồng những cái vườn cây ăn trái, là trong tương lai chỉ cần nó tràn qua nó rút súng nó bắn một phát là cả nhà, anh em, cha mẹ, vợ con đều ngã xuống chết cả.
Cho nên nó đi qua, nó giả bộ, nó đi du lịch như vậy. Chứ nó bắt đầu là kêu bằng nó đi thị sát. Nó coi những cái địa điểm nào, đường lối nào để mà nó đưa người qua. Sau khi giết chết những cái người dân Việt Nam này rồi thì bắt đầu nó đi tẩu vào cái đường nào, nó bắt đầu nó chạy vào cái đường nào, nó rút cái đường nào. Cho nên rất là tội nghiệp cho những cái người dân mà ở miền quê, hoặc là những cái người mà trồng trọt đồ kia. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, nghe chưa? Đừng có thấy nó giả bộ, nó đi du lịch, nó tới, nó coi, nó mua những cái rẫy của mình, những cái nương của mình là coi chừng. Nó coi địa thế tình hình như thế nào. Chỉ cần nửa đêm nó gõ cửa là bắt đầu súng của nó kê vào đầu, nó bắt chết cả gia đình nó trơn là xong. Đây là cái màn diệt chủng đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. Nghe đó, rất là khốn nạn vô cùng. Khốn nạn dữ lắm. Cái trường mà trung học vấn đề là phổ thông thành phố Sa Đéc ở Đồng Tháp, khốn nạn, nó bắt mọi người vô trong cái trường này để mà đi làm cỏ. Rồi cái trường mà Nguyễn Du ở Đồng Tháp cũng vậy, và nhiều trường học ở trên toàn nước. Vào cái ngày 26 tháng 3 này, nó lấy tiền thuế của người dân, bắt đầu nó ăn chơi, nó kéo, nó dụ những người nào mới kết nạp vào đoàn, vào đội, bắt đầu đi ăn nhậu, trác tác như vậy đó. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học Phổ thông Sa Đéc, thì bắt đầu là nó bắt những này là những em bé gái, bắt đầu là đi vào để phục vụ cho ban giám hiệu và phục vụ cho những thằng vấn đề là kêu bằng là thành quỷ của vấn đề là thành phố Sa Đéc và đảng quỷ của tỉnh Đồng Tháp. Mà cái con Hằng đó là cái con đĩ ngựa mà vấn đề là kêu bằng là giáo viên rất là mất dạy. Nó lựa những em gái nào mà thật là đẹp để mà đem lên để hiến dâng cho những người thầy cô giáo này. Các bạn thấy nó khốn nạn chưa? Mà người ở tại miền Nam Việt Nam không mở to cặp mắt ra để mà nhìn thấy được cái sự mà lừa bịp, cái sự mà phỉnh dụ của Đảng Cộng sản. Chị ơi, chị có biết rằng ở tại đó nó gọi là hiến máu nhân đạo, rốt cuộc rồi mang tư cách là hiến máu nhân đạo mà nó dụ toàn bộ đảng viên cũng như là các ban ngành đều đến bệnh viện để mà vấn đề là bán máu, để mà rút máu cho Tàu Cộng. Nó còn lại nói rằng nếu ai tình nguyện mà hiến 1 lít máu thì nó sẽ thưởng cho 150.000 và một cái bộ tách trà mà được làm từ ở bên Tàu Cộng, hoặc là đứng đây là cái bàn lọc nó cho một cái cặp tác để đi học. Mấy thằng chó đẻ công an, tôi bay ăn mập quá, tôi bay tới, tôi bay hiến đi 1 lít máu, thì nó cho cái bộ tách. Nó cho cái bộ tách mà làm từ bên Tàu Cộng đó đem về uống. Để ở trong nhà đi, để làm kỷ niệm, cái kỷ niệm ngu. Đó, đi lên đi, thay vì nó rút ra có 1 xị máu thôi đó, hay là nửa lít máu nó không có thưởng. Mà ai mà can đảm cho nó rút ra 1 lít máu, giống như là 1 lít rượu vậy đó. Rút ra 1 lít đó, nó tặng cho cái bộ ấp. Cái bộ ấp này là làm từ bên Tàu Cộng, để mà về ngồi đó uống trà. Mấy thằng chó đẻ công an là phải nên đi nè, nên đi để cho nó rút ra nè, nó rút ra 1 lít máu cho Lisa nè, nha. Đau lắm chị ơi. Bây giờ ngành giáo dục ở trong nước Việt Nam, giáo viên đấu đá với nhau, chơi bè lập phái, nịnh bợ những thằng ban giám hiệu, mà ban giám hiệu hầu như là trên toàn nước Việt Nam đều là ban giám hiệu của vấn đề là kêu bằng là phải vào đảng viên mới được làm ban giám hiệu. Rồi những thầy cô giáo phải nịnh ban giám hiệu để nói xấu người đồng vấn đề là cùng chung chuyên môn với mình, để mà nó cho đi kỷ luật đồng nghiệp của mình đó. Nó cho đi vấn đề là kêu bằng là mẹ nó ra đi mò tôm. Rồi người nào mà nó nịnh được thằng ban giám hiệu thì bắt đầu là nó cho học sinh đi về nhà để học thêm. Nó rất là mất dạy. Mà chỉ biết rồi, ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa thì đâu có học thêm con mẹ gì, mà người ta ra trường người ta giỏi. Còn bây giờ ở trong nước Việt Nam nó cho đi học thêm mà ra ngoài đời rồi, ta thấy ngu ngục. Ra đâu có công ăn việc làm đâu.
cái ông mà vấn đề là Trương Giang Long đó. Chị nghe nói bây giờ Đường Đường là thiếu tá ở bên công an, khi mà đi lên trên mổ mở một cái video để mà muốn nói thẳng vào thằng Nguyễn Phú Trọng, thì bây giờ thằng Nguyễn Phú Trọng nó kêu công an là phải xử cái thằng vấn đề là Trương Giang Lâm này, mà bộ công an phớt lờ luôn. Cho nên bây giờ thằng Trọng Lũ nó lại đưa một cái ông tướng mà thiếu tướng ở bên công an, nó đưa qua Tổng cục 2 chính trị để mà nó giao cho Tổng cục 2 chính trị là thuộc về quân đội để mà xử lý ông Trương Giang Lâm này. Các bạn thấy nội tình ở trong nội bộ của đảng đỉ nó như thế nào là chúng ta đã nhìn thấy được rõ rồi đó. Đó. Nó cố tình nó làm như vậy để cho công an với bên quân đội phải xào xáo lẫn nhau, để cho thằng Tàu nó có cái cớ để mà nó đi vào. Một Đường Đường là một ông thiếu tướng ở bên ngành công an thì mắc mớ gì mà phải đem ổng đi qua bên vấn đề là Tổng cục 2 chính trị của quân đội để kêu người ta xử lý ở bên đó. Vậy thì cái Tổng cục 2 chính trị này là thuộc về như thế nào? Có phải Tổng cục 2, Tổng cục chính trị này là thằng tình báo Hoa Nam nó đang nằm ở trong Tổng cục chính trị 2 này không? Và Tổng cục chính trị 2 này là Tổng cục của quân đội, thì tại sao thằng Trọng Lũ nó lại đem một cái ông Trương Giang Lâm là thiếu tướng ở bên ngành công an mà lại giao cho ở bên quân đội để xử lý? Bao nhiêu đó chúng ta cũng đã biết rồi. Cho nên ngành công an hãy mở to cặp mắt các anh ra đi. Thấy rõ ràng những thằng Tàu Cộng nó xuống nó đánh đập người dân như vậy đó. Mà ngành công an bây giờ có bảo vệ được không? Hay là bây giờ phải ngồi đó để ngậm bồ hòn? Đã lên tới vấn đề là kêu bạn là cấp bậc là vấn đề là thiếu tướng bên ngành công an, mà dạy về bộ môn chính trị là đâu phải là dạng tầm thường. Những câu nói của ông Trương Giang Long này lúc nào nó cũng có những cái móc câu cả. Chẳng hạn như là ông Trương Giang Long này nói rằng là thằng Tàu Cộng không riêng gì Tập Cận Bình, mà từ trước tới giờ không biết bao nhiêu thằng, hãy thằng nào lên là nó cũng muốn thôn tính đất nước Việt Nam. Ý là không phải nói là thằng Tập Cận Bình, mà cái đất nước Tàu Cộng, cái chế độ cộng sản của Tàu Cộng lúc nào nó cũng muốn thôn tính đất nước Việt Nam. Chỉ còn là thời gian và khi nào mà thôi. Thì hãy nên nghe câu nói của một ông mà vấn đề là thiếu tướng công an ở trong ngành chính trị, chỉ nói là chỉ còn có thời gian và khi nào, thì muốn nói rằng là đất nước Việt Nam đã là nằm lọt vào tay của Tàu Cộng rồi, đã bị mất nước Việt Nam rồi, chỉ còn có thời gian khi nào để nó đi qua nó lấy nước Việt Nam mà thôi. Vậy mà ngành công an bây giờ ngồi làm thinh. Những thằng chó đẻ đầu bò ngục bắt đầu là nghe lời thằng chó đẻ tình báo Hoa Nam là thằng Trọng Lũ và phe phái của nó cài cắm ở trong vấn đề là kêu bằng là Tổng cục 2 chính trị, Tổng cục chính trị 2. Để chi vậy? Để nó thôn tính. Thằng Tàu Cộng nó biết rồi. Tình báo của Tàu Cộng tao đã nhận được tin tức ở đây rồi. Nó biết rằng là tụi bay đó, mặc dù rằng có một hai người của nó cài trong tình báo 2, nhưng mà các quân đội không có nghe, cho nên nó âm thầm nó đưa bộ đội, nó bắt người ta mới có 25 tuổi, 3-4 năm nay nó không bắt, bây giờ nó tổng, nó kêu nó bắt đi hết trơn. Rồi ban đêm nó đưa lên trên xe bít bùng, nó chở đi để huấn luyện, để mà khi mà những cái thằng Tàu hoặc là Campuchia nổi qua, tràn qua, cứ ngỡ rằng là bên đây quân đội nó không có chuẩn bị kịp để mà đập nó. Cho nên tình báo của Hoa Nam nó đã nắm được rõ ràng trong quân đội rồi. Bởi vì cấp cao của quân đội, Tổng cục chính trị 2 nằm trong quân đội là của thằng Tàu Cộng. Mà Lisa đã nói rõ ràng là thằng Nguyễn Chí Vịnh là một cái thằng mà kêu bằng là tình báo Hoa Nam đặc biệt nguy hiểm. Cho nên quân đội đừng có bài đặt giả bộ mẹ, vấn đề là che màn lại rồi chạy trong nửa đêm mà Tàu Cộng nó không biết. Trinh sát của Tàu Cộng bây giờ nó ở dày đặc ở nước Việt Nam, nhất cử nhất động nó đều thông báo cho vấn đề là kêu bằng là Trung ương nghe rõ hết. Tụi bay muốn tạo phản phải không? Tụi bay không muốn bàn giao đất nước Việt Nam phải không? Được, mày không muốn bàn giao đất nước Việt Nam, tao sẽ đi vào tất cả các hang cùng ngõ hẻm.
Bây giờ một cái cuộc di dân mà vấn đề là nói về đường lối chính trị của vấn đề là kêu bằng là thằng Tào Cộng là các bạn đã nhìn thấy rõ rồi. Cuộc di dân của nó đã thấy rõ ràng rồi đó. Tại sao mà lượng khách du lịch ào ạt đi vào Việt Nam như vậy? Đây là một cú chơi chính trị để coi đảng đĩ Cộng sản Việt Nam làm cái gì? Nha. Phải nói đây là một cái cuộc di dân khổng lồ có 102 trong lịch sử của vấn đề là thằng Tàu Cộng nó tràn sang Việt Nam như vậy đó. Từ xưa tới nay chưa bao giờ lượng khách du lịch của Tàu Cộng mà nó tràn sang Việt Nam thông qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Những cái ngày vừa qua các bạn thấy rồi, nó đã vấn đề là khiến cho nơi đây đã bị thất thủ hoàn toàn. Tình trạng mà cái lượng người mà chuẩn bị đi vào Việt Nam nó quá tải như vậy đó. Người ta ví như là cái lượng khách Trung Cộng, cái lượng khách của Tàu Cộng nó vào Việt Nam giống như là một cái sư đoàn, một cái đội quân khổng lồ có 102 trong lịch sử. Đây là điều đáng mừng hay là điều đáng lo? Bởi vì hiện nay trong đất nước Việt Nam đã vấn đề là không biết là nó đã bị sơ hở, đã bị thất thủ hoàn toàn. Tàu Cộng nó tràn lan đi vào những cái nơi miền đồng bằng, những cái miền nông thôn. Đây toàn là trinh sát của nó không? Cho nên những người nào mà trồng thanh long, trồng tiêu, rồi nuôi được những cái bè ở miền Tây chuẩn bị nha. Một khi mà nó trá hình rồi, nó ra bộ, nó vô, nó làm thương lái rồi, nó để súng sẵn ở trong. Vấn đề là cái bằng mình của nó, chỉ cần nó kêu ra, nó rút súng ra, nó để một phát một là ta nói tất cả 7 mạng người ở trong nhà đều nằm sắp rạp xuống hết. Bởi vì nó biết đất nước Việt Nam là không bao giờ cho vấn đề là có vũ khí ở trong người. Bởi vì người dân nào, nhà nào mà chỉ cần có vũ khí là sẽ bị mang cái tội tàn trữ vũ khí trái phép. Cho nên người dân Việt Nam không có một cái vũ khí gì để phòng thân hết. Những cái bọn du lịch này, những trinh sát, những tình báo mà của Tàu Cộng nó qua, nó chỉ cần để súng ở trong người của nó thôi, hoặc nó cất giấu ở đâu đó, chỉ cần đụng một cái nó nổi lên thì nó cầm, nó có thể nó ria không còn một mạng nào. Mà người dân Việt Nam phải nói rằng chuẩn bị sắp tới đây là một cuộc diệt chủng vô tiền khoáng hậu. Bộ Công an chưa nhìn ra sao? Quân đội chưa nhìn ra sao? Đợi Lisa chẻ đầu ra mới nhìn ra được những cái vấn đề là mưu đồ này hay sao? Hả? Hả? Thấy đi. Bây giờ nó như một cái đuôi cái kìa. Mỗi một ngày vậy đó là trên vấn đề là kêu bằng đó là ngày xưa là 15.000 lượt tới 30.000 lượt. Bây giờ mỗi một ngày là phải từ 1 triệu tới 2 triệu người Tàu Cộng vẫn ào ạt chuẩn bị đi vào Việt Nam. Thằng Tập Cận Bình nó đang chơi một cái màn vấn đề là cân não để cho cái đáp Bắc Bộ Phủ, để cho vấn đề là thằng Tổng Lũ, hoặc là để cho cái đáp nào mà vấn đề là dân tộc Việt Nam còn cái gì mà để nói nữa hay không? Bây giờ nó làm cho kinh tế tê liệt như vậy thì nó đưa cho Tàu Cộng tràn lan đi qua Việt Nam. Việt Nam toàn nước Việt Nam chỉ có trên 90 triệu dân. Mà nếu nó đưa 200 triệu vấn đề là dân của nó đi qua để du lịch. Rồi bắt đầu là ở bên đây du lịch, ở bên đây luôn. Nhắm dân Việt Nam có thể địch lợi 200 triệu không? Chưa tính những cái lính thiện chiến của nó, trinh sát của nó tràn lan ở tại Việt Nam. Gia bộ làm khách du lịch chứ toàn là những tên trinh sát. Rất là nguy hiểm. Nó coi những cái địa hình hiểm trở của Việt Nam, nó coi những cái vùng nông thôn của Việt Nam để chuẩn bị nó tàn sát, nó chém giết. Chỉ vậy thôi à. Không có một cái người khách du lịch nào mà đi tới một cái nước mà ngạo mạn như vậy cả. Đây không phải gọi là du lịch, mà đây là nhận được một cái chỉ thị là nước Việt Nam là của mình. Cho nên nước Việt Nam là con quan, mình là cha, bởi cho nên qua mới ngạo mạn như vậy. Có thằng nào mà du lịch mà tới đất Mỹ này mà dám ngạo mạn không? Mỹ nó cũng mở cửa cho du lịch mỗi một ngày có bao nhiêu ngàn người đi vào nước Mỹ này. Mà có người nào vào nước Mỹ này mà dám ngạo mạn mà đánh một người Mỹ không? Đâu có. Nhưng mà chỉ có riêng ở tại Việt Nam, du khách Tàu Cộng càng ngày càng ngạo mạn, càng đánh đập, càng hung tợn để mà đập cho người dân Việt Nam phải đổ máu, phải đổ mũ như vậy.
họ không có tôn trọng tập quán phong tục của Việt Nam luôn. Họ dẹp mẹ đi hết văn hóa của Việt Nam. Thậm chí họ còn công khai sử dụng đồng nhân dân tệ. Người dân mà không lấy đồng nhân dân tệ họ chửi vào mặt luôn. Nhục chưa? Nhục nhã chưa? Những người công an, những anh quân đội, những bạn ở tại Việt Nam, các bạn nhìn thấy cái đất nước như vậy hay không? Nó còn chưa dừng lại nữa. Nó chưa dừng lại ở cái chân vậy nữa. Nó đưa khách của nó qua, nó đưa người của nó qua giả bộ đi du lịch. Nhưng mà cái thái độ của nó khinh thường người Việt Nam vô cùng. Nó ăn chuối xong nó liệm vỏ chuối vô trong, vấn đề là kêu bằng gách của người Việt Nam. Nó vô nó ăn ở trong nhà hàng là kêu bằng nó ăn xong nó khỏi trả tiền, nó đi ra giống như của chùa như vậy đó. Những cái nơi nào mà khu du lịch mà vấn đề là kêu bằng là của quốc tế bây giờ là nó yêu cầu cấm cửa người Việt Nam tới, chỉ để người của nó đi tới mà thôi. Những cái resort nào mà của Việt Nam là kể như xong. Đặc biệt là vấn đề là khách sạn mà ở tại Hạ Long nó bắt phải đổi tên là khách sạn Tuần Châu của Trung Quốc. Bây giờ nó khuyến khích cho những người khách du lịch của Trung Quốc tới đó không tốt một đồng bạc nào. Tới ăn đi, nghỉ đi. Hàng ngàn người dân được du lịch miễn phí. Chuyện thật tưởng như đùa. Có bao giờ các bạn đi du lịch mà không tốt một đồng bạc nào không? Các bạn hãy suy nghĩ đi. Ở trong cái cục mà chính trị của Đảng Địa Việt Nam, bọn các bạn ngục hết rồi à. Cục chính trị 2 thuộc về quân đội ở đâu? Bộ chính trị lý luận của tụi bay như thế nào? Cái bộ chính trị này ngục hết trơn rồi à. Không thể nào mà một cái người mà đi qua du lịch mà miễn phí ăn uống như vậy. Rõ ràng đây là một âm mưu chính trị. Rõ ràng đây là một sách lược mà để đi qua Việt Nam để mà khủng hoảng, để mà chiếm đất Việt Nam. Vậy mà những người tại Việt Nam, những người trong quân đội, những người trong công an vẫn còn im lặng. Bởi sao vậy? Bởi quá run quá sợ cái chế độ bị sụp đổ, mình mất đi quyền lợi của mình, mà lại tác tận lương tâm để làm ngơ, để cho những thằng lính của Tàu Cộng, để cho bây giờ trật tự của Tàu Cộng nó tràn lan Việt Nam, để nó đánh đập con dân Việt Nam khi mà phạt lên tiếng như vậy. Rồi đây các anh sẽ nhìn thấy, rồi đây công an sẽ nhìn thấy, rồi đây quân đội các anh sẽ nhìn thấy. Khi mà chúng nó giết người dân Việt Nam vào tấn công để cướp nhà, đuổi người dân Việt Nam ra khỏi đường, để cho các anh mở to con mắt các anh ra. Đương nhiên nhà các anh nó chưa có lấy vội đâu. Đợi khi nó đông rồi, khi mà người của nó tràn sang rồi, thì các anh công an và những anh quân đội cũng sẽ đi ra ngoài đường như thường. Bởi vì nó biết dòng dốc Việt Nam là chống Tàu từ lúc khai sanh lập địa, từ lúc nứt mắt ra. Cho nên nó sẽ diệt chủng không còn một người nào. Lúc đó mà có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nha, Lisa đã thường nói rồi. Chánh trị mà đối với thằng Tàu Cộng đó là không có gì, thủ đoạn gì mà nó không làm cả. Đã nói tới làm chánh trị rồi là nó phải chịu đựng những điều mà ở trên đời này không ai chịu đựng nổi. Nó làm những điều mà ở trên đời này không ai dám làm. Mà thằng Tàu Cộng là một cái thằng rất là mưu mô về chính trị. Hãy coi những cái tiểu sử của nó đi. Làm chính trị có thể nó đem con nó ra nó giết được nữa mà. Đó coi đi. Cuộc thai triều quảng đại của vấn đề là kêu bằng là Võ Như Ý đó. Tức là Võ Tắc Thiên đó. Nó bóp chết mũi con gái ruột của nó. Con ruột của nó đẻ ra mà nó vẫn bóp mũi chết để mà nó làm chánh trị. Thì tại sao con dân Việt Nam nó không bóp mũi? Mà trong quân đội ngục, trong quân đội ngu. Rồi người dân Việt Nam thì lại thờ ơ giống y như một đàn cừu. Cứ nghĩ rằng là mình làm ăn được, khách Tàu vô, mình buôn bán được, mình gom tiền được. Nhưng mà không ngờ nó để tiền ở đó đi. Rồi sau khi mà nó nổi lên rồi, nó vô nó giết rồi, thì không có còn cầm được một đồng xu nào đâu. Xây nhà lên đi, kè khang trang đi, để sau này nó vô nó lấy nó ở.
Hình dung đi. Bổn cũ nó sẽ soạn lại, chẳng qua nó tinh vi hơn thôi. Lisa đọc được một cái tài liệu mật mà của bên Bon Bot Lansari lúc mà đi qua bên Việt Nam để mà diệt chủng một cái làng Ba Chúc. Đầu tiên nó cũng đưa lính Bon Bot đi qua giả bộ làm trinh sát, đi chợ mua đồ, coi cái lượng dân như thế nào, nhà cửa ra làm sao, ở những cái quận huyện nông thôn nó như thế nào. Rồi nó rút quân về. Chỉ cần 8 giờ tối thôi là bắt đầu nó kéo ào ạt ra, nó chia ra cứ 10 người đi đến từng làng từng xóm một. Chỉ cần kêu ra là nó kê súng vô nó bắn, hoặc là nó đem ra nó đập đầu, nó không còn tốn viên đạn. Nó chỉ cần cầm chà dù, cầm dao, nó chém cho những này là lỗ đầu. Nó giả bộ nó nói rằng là những này, nó đưa một người biết tiếng Việt Nam nói rằng là có lệnh của cấp trên cho nên đi gặp những ông lớn. Cho nên mọi người đi ra ngoài đồng để gặp ông lớn. Khi mà ra ngoài đồng rồi đó, những người đàn ông thanh niên mạnh là nó chặt đầu, nó giết chết trước hết. Còn đàn bà phụ nữ nó để riêng một bên để nó hãm hiếp xong rồi nó giết sau cùng. Xác người nằm chồng chất lên nhau. Tới chừng người dân tá hỏa tâm tinh rồi, không ai về nhà được, bỏ nhà không vườn trắp như vậy, mới biết được rằng buổi sáng đó mình buôn bán hàng hóa cho những cái thằng này là những thằng mà vấn đề là tình báo của Campuchia, của Khmer Đỏ. Lúc đó đã hoảng sợ rồi, chạy trốn không kịp, nó lôi đầu ra mà nó giết chết không còn một mạng người. Thằng Tào Cộng bây giờ nó cũng dùng những cái chiến thuật như vậy thôi. Gặp Lisa, Lisa cũng làm. Chỉ cần dùng một cái kế chính trị nhỏ thôi cũng làm. Bây giờ tình báo của Hoa Nam nó dày đặc từ Bắc chí Nam như vậy. Nó giả bộ nó tráng hình là những cái nhà má như vậy, làm sao không làm. Dân Việt Nam thì quá quá khờ, bị Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi sọ trong một cái chế độ quá khốn nạn. Bây giờ đâu có biết con mẹ gì, chỉ có biết an thân thôi. Nhưng mà nó ngồi bên kia nó cười. À, mày tụi bay muốn an thân phải không? Được, hảo hảo lắm. Cứ việc an thân đi nha. À, tao đến để tao làm cho tụi bay thức điên bác đạo trước cái đi, là tao giết tụi bay sao. Tao không cho tụi bay chết tốt, mà tao cho tụi bay chết từ từ, đến một giai đoạn nào đó rồi là tao giết tụi bay rồi là tao sẽ lấy nhẹ. Những người dân ở tại Việt Nam có hình dung rằng khi mà những cái thương lái này mà nó đưa tới toàn là những quân đội tác chiến cực kỳ, những đây là kêu bằng là táo bạo ở bên Tàu, nó bao vây cả một cái làng xóm đó rồi, nó vô chỉ cần nó đưa súng lên nó bắn một phát một thôi là tất cả những đây là chết. Trong một căn nhà mà những đây là trồng một cái vườn tiêu điều giỏi lắm, chừng 7 mạng người chứ gì. Chỉ cần nó có súng trong người mà nó đưa ra nó bắn. Bây giờ trong nhà có dao phay, có búa nhấm làm lợi nữa không? Chỉ cần nó đưa lên nó để đùng đùng nó mà 7 mạng nằm rạp hết trơn. Tao cho 10 mạng cũng chết luôn. Ở xóm giáp tràn qua không? Tràn qua thằng nào bắn thằng nấy. Nửa đêm nửa hôm nó có thể nó giả làm. Bây giờ thằng Tào Cộng nó mặc đồ của công an, nó mặc đồ của trật tự, nó mặc đồ của quân đội. Bây giờ rất là khó mà vấn đề là kêu bằng là lường được. Cái mạng của người dân Việt Nam đang nằm ở trên một cái sợi chỉ mành treo trước gió. Chỉ cần tối nó gõ cửa, mở cửa ra, nó nói tiếng Việt được mà. Cho xét hộ khẩu gia đình coi, gia đình này có mấy người. Người dân Việt Nam giống. Dạ, gia đình có 4-5 người chú ơi. 4-5 người đâu, đi ra đây coi. Bây giờ vấn đề là mời mấy anh chị, mời mọi người đi lên trên phường. Có người nó nói rằng là gia đình này là tàn trữ vũ khí trái phép, có không? Dạ đâu có, đâu có đâu. Không cần nói nhiều, đi. Tôi nghe lời đi lên trên huyện, đi ra ngoài cái đường này này, đi lên huyện. Nó đưa đi ra ngoài cánh đồng trống rồi, mẹ nó ra khỏi cần bắt mắt công lắm. Rồi mà nó rút từ ở trong ra, rồi mà bay cái thằng nó đâm tới, rồi mà đàn ông nó đâm một cái ọt, rồi mà đàn bà nó đâm một cái ọt, rồi mà nó bẻ cổ nó chết, mẹ nó ra nằm la liệt ở ngoài ngoài rồi. Xong bắt đầu nó chạy vô, nó cứ gì nó tiếp tục nó làm như vậy. Thằng nào mà chống đối rồi tao mới dùng tới súng đạn. Tao đâu có làm cho những người là gian dội ở sớm chi đâu. Tao cho bộ tao dụ cho đi ra. Người dân Việt Nam quá sợ mà, chỉ cần nó tới nó mời đi là đi liền chứ đâu dám gì đâu. Ở Việt Nam rất là dễ. Tao chỉ cho tình báo Hoa Nam tụi bay qua, tụi bay làm đi để cho con dân Việt Nam nó làm thinh đi, để cho nó chết, để cho nó biết thương thân nha. Đó, tụi bay giả bộ đi, bây giờ nó quá sợ rồi. Chỉ cần tới gõ cửa thôi. Cho tôi kiểm tra hộ khẩu coi. Mở ra. Tôi xin mời anh, vấn đề là cái bằng là người ta nói rằng gia đình của anh là phản động.
là vấn đề là nghe những cái chương trình phản động hoặc là các anh vấn đề là thu thập tài liệu phản động, tôi mời đi, đi liền. Sợ quá, từ đó giờ sợ quá. Bây giờ không cần phải nói gì hết trơn, bây giờ đi không? Tôi kêu đi là không đi, không đi tôi bắn bỏ à. Phải đi, đi lên trên phường. Ủa cái phường ở đây mà anh không? Cái phường này là phường nhỏ, bây giờ phải đi lên gặp ông lớn ở trên phường này nè. Đi ra ngoài thuốc cánh đồng ở ngoài ngoài á, ở gần mã mồ nó chắc quen vậy đó, nhìn trước không ai cho ngó tao đâm một phát một cho mày lội phèo mày ra, móc gan móc nội tạng mày ra thảy vô trong thùng để chuẩn bị đem về tàu bán luôn cũng càng tốt nữa. Rồi bắt đầu cứ việc làm vậy đi. Tao nói trong tương lai sẽ dài 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 dài, tự nhiên cả một gia đình tảng sáng 7-8 mạng đều chết hết, để cho cái quân đội các anh mở con mắt ra, để cho công an các anh mở to con mắt các anh ra, các anh nhìn thấy rõ ràng một ông thiếu tướng Trương Văn Long mà bây giờ khi mà lên nói chuyện như vậy rồi, nó đưa đi qua bên tổng cục 2, tổng cục chính trị. Tại sao thằng tổng lưu giáp đưa một ông tướng của công an mà đi qua bên vấn đề là tổng cục chính trị 2 thuộc về bộ quốc phòng của quân đội để xét xử? Hả? Tại sao? Tại sao nhà có ông tướng Trương Văn Long này bây giờ nó canh chừng gắt gao, thậm chí con trong gia đình đi ra mua đồ ăn cũng không cho ra. Bởi vì nó biết rõ ông tướng Trương Văn Long này là một tay chính trị. Thằng tổng lưu yêu cầu phải là vấn đề là minh bạch về cái cuộc nói chuyện mà đối ngoại. Đối ngoại với thằng tao. Cho nên đã đến lúc này rồi, người dân Việt Nam phải nghe lời của Lisa mà phải phản kháng lại tất cả những luật pháp nào của Việt Nam. Lisa còn nhận được những người nào mà chống tàu nó giả bộ, phe của tình báo Hoa Nam nó đưa vô trong vấn đề là kêu bằng là nhà tù. Rồi bắt đầu là một ngày đẹp trời nó giả bộ nó làm cho cháy mẹ nó trong nhà tù cho chết luôn, tức là thành con heo quay ở trong chuồng luôn. Cho nên bây giờ mọi đường nào cũng phải là vấn đề là phải là sống. Cho nên không cần phải chấp hành con mẹ gì hết, có điều kiện là phá ngục tù, có điều kiện là bất chấp tất cả hết, không có cần cái gì trơn á, để không soi là trở tay không có kịp nha. À, phải giống như những người mà vấn đề là anh như thế này nè, những người con dân miền Nam Việt Nam phải can đảm như anh này nè, mời các bạn nghe nè, đó nghe đi để các bạn phải học theo, còn mà ngồi đó mà ngây thơ quá thì chứ. Mình có vài lời gửi đến cộng sản. À, hôm nay tôi chính thức tuyên bố với bọn mày cộng sản, à, trên đất nước này nếu có bọn mày thì mãi mãi đéo còn có tao. Đúng. Nếu có tao thì hứa danh dự, còn bọn mày bất cứ một thằng nào tao tiêu diệt thằng đó, tao dám hứa với bọn mày. Ừ. Thằng Hồ Chí Minh là một thằng chó đại. Ừ. Nó dạy cho con người ta như vậy mà bọn mày vẫn không còn thức tỉnh, nó dạy cho người thân giết người thân cho gia đình, giết gia đình xã hội, giết cho họ. Đúng. Vậy tụi mày vẫn không còn thức tỉnh, tao dám hứa với bọn mày, ngày hôm nay tao chính thức tuyên bố với bọn mày thì tao đối đầu, nếu còn bọn mày thì tao đứng lại thằng đéo tôi giờ vào có tao. Tụi mày nên nhớ, con mẹ bọn mày, nếu bọn mày không có quay đầu được, tao dám hứa với bọn mày nè, tao đủ hứa danh dự, tao sẽ tìm đủ mọi cách để tao lận từng thằng. Tao dám hứa. Nhớ kỹ tao một câu nè, còn thằng cộng sản trên nước Việt Nam này thì mãi mãi không còn có tao. Có tao ngày nào tao sẽ giết thằng này, thằng đó này đó. Tụi mày nên nhớ. Đúng. Đúng vậy. Đừng có giết. Anh nói vậy nó nhìn nó biết mặt anh hết trơn à. Âm thầm lặng lẽ, mọi người dân Việt Nam bây giờ âm thầm lặng lẽ để súng ống đâu đó đàng hoàng nha. Để đụng tới một cái rồi là để mình thủ thân của mình. Chớ bao giờ, tại sao nó kêu bây giờ có mã tấu có dao đem nộp lên hết là vậy hả? Tại sao bây giờ đến nỗi cây dao mà mằng cá nó cũng đem lên nó nộp cho vấn đề là cái bằng công an hết trơn vậy? Cái chủ trương này của thằng chó đẻ tàu cộng để nó vô nó giết dễ một chút chứ không có con mẹ gì hết trơn. Bây giờ vũ khí không cho người ta, vấn đề là phòng thân, bây giờ mã tấu dao phai được kia cũng không cho luôn là sao? Các bạn nên nhớ kỹ như vậy đó nha. Yeah. Rất là đau lòng.
Lisa rất thất vọng, rất rất là đau lòng. Cho nên mọi người dân Việt Nam phải chuẩn bị, phải ý thức. Phải ý thức nha. Đó, nó đã vô rồi đó. Chị ơi, chị chửi cái tụi ngoại tuyến biên hòa Đồng Nai chết mẹ tụi nó dùm. Chị nói tụi này bớt sách nhiễu đi, để đứt cho con tụi mày. Cái tụi mà ngoại tuyến này đó là toàn là lũ tàu cộng thì giết chết mẹ nó đi, khỏi cần phải chửi nữa em à. Người dân Việt Nam bây giờ không dám hành động thì thôi, không ra chết tới nơi thì không lo. Ở đó mà lo chửi bới nó làm cái gì? Mạng của người dân Việt Nam bây giờ đang treo ở trên cái vấn đề là kêu bằng là mành treo trước gió. Đang treo ở trước vấn đề là kêu bằng là trước gió. Nha. Yeah. Chị ơi chị, một cái tin động trời nữa kìa chị ơi. Hầu hết lãnh đạo bộ vắng mặt khi được mời họp về xây dựng thể chế kìa chị. Công tác, tổ công tác của Thủ tướng mời 11 bộ cơ quan, nhưng chỉ có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Lao động đến. Còn bao nhiêu là cử người đi thay. Điều đó chứng tỏ các bộ đã không còn quan tâm tới xây dựng thể chế nữa. Đó là do ông Mai Tiến Dũng nói đó chị. Ừ. Trời ơi là trời, toàn là đồ mà nó đưa vô, toàn là tình báo qua Nam không mà. Nha. Yeah. Nó đưa tình báo qua Nam vô không mà làm được gì. Vậy thôi. Rất là đau khổ nha. Người dân Việt Nam chuẩn bị tinh thần đi. Các bạn chuẩn bị tinh thần đi. Lisa thấy là xong rồi đó. Lisa thấy là xong rồi đó. Người dân Việt Nam sẽ trở tay không bao giờ kịp đâu. Lisa nhận được nhiều cái mật tin ở đây dữ lắm. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Đừng có để cho nó vô nó tàn sát rồi. Bắt đầu là kêu bằng hiện hồn qua đây để mà khóc lóc với Lisa bên đây. Nha. Yeah. Ừ. Đó. Trời ơi là trời, Lisa còn nhận được nhiều cái hả, đau đớn vô cùng luôn. Bây giờ thấy con dân Việt Nam nó đánh đập không? Thấy nó chà đạp hay không? Đó, nó lấy đất lấy cát người dân hết trơn, khóc la lên. Ta nói hả, ối lỗi hết trơn vậy đó mà nó đâu có thương tâm đâu. Một chính quyền đó. Khỏi quỳ lại mắc công lắm. Tụi bay quỳ lại hả, thằng Tàu nó qua nó cho mỗi đứa một viên đạn hết. Đụng mắt ngồi quỳ lại kiểu đó, đụng mắt nó lia một phát một súng máy thôi. Đùm, ngã rạp mẹ nó trơn. Lúc đó để cho công an các anh ngồi đó mà cười nha. Rồi những người quân đội đó ngồi đó cười đó, người thân của mình nó qua nó giết hết đó. Rồi nghe lời mặc đồ của Tàu đi để mà tàn sát mẹ nó hết người dân Việt Nam đi ha. Rồi bắt đầu Tàu nó qua bắt đầu nó làm thịt tới mấy anh luôn nữa. Đồ cái thứ ngục, tao tới 1.500.000.000 dân lận. Tao kêu tụi bay giả bộ, tao gại tình báo qua Nam, tao kêu tụi bay nghe lời trẫm lũ đàn áp giết dân tụi bay giết hết. Bây giờ còn có tụi bay là những con chó. Nhưng này là kêu bằng An Nam thì đi ra đây cho tao biểu, ra đây tự thằng ra đây. Tao giết không còn một thằng nào hết trơn chứ bỏ cái tật mà ngục. Tại sao không đánh, tại sao không chịu, vấn đề là bảo vệ dân của mình mà đi ngục vậy hả? Dạ dạ, tại vì con nghe lời của cấp trên, cấp con gái mày ha mày. Dân của mày, mày phải bảo vệ. Mày nghe lời ai? Rủi sau này tao nhận mày vô là cho mày vô trong nước Tàu của tao. Rồi mày nghe lời một thành phần nào đó, rồi mày quay đầu lại mày giết dân của tao sao? Cái thứ ăn ruột cùng rùa như mày là không có để được. Giết, lôi đầu ra bắn tay, bắn bỏ cho tao, bắn liền tại chỗ, bỏ tật mất dạy. Rồi lúc đó đồ má nó, chị lý sao? Chị à, chị cứu em, chị ơi là chị kêu Mỹ vô, chị ơi là chị. Ờ à, lúc đó là la làng lên nghe. Ờ à, tao cho thấy không, thiếu tướng Trương Giang Long mà nó còn xử, nó đưa qua tổng cục chính trị thuộc Bộ Quốc phòng là tổng cục 2 để mà nó chuẩn bị, nó thanh trừng, nó chối tay thằng này lên để nó điều tra cái kìa. Trời ơi mấy cái con cắt ké kìa nhông mà, những đây là kêu bằng đeo lon từ đại tá rồi kia mà nhầm con mẹ gì. Lúc đó đừng có là tại sao mà la làng là chị ơi, chị nói đúng quá, chị ơi là chị, nghe con chó, tao nói tao bay nghe, tao bay không nghe. Đó, tao nói tao bay không nghe, tao bay ngồi tao bay ngục.
nghe, bị ngục đi nghe. Đó, đã đến lúc này rồi thì các bạn phải nên nhớ nha, các bạn phải nên nhớ bằng mọi giá, đã đến cái lúc này rồi thì các bạn phải đoàn kết thành một sức mạnh dân tộc cho Lisa. Còn nếu mọi người mà không đoàn kết thì coi chừng chết không kịp nghe. Lisa nhận những cái mật lệnh, những cái mật tin, Lisa thấy sởn da gà. Những cái người mà đi du lịch toàn là trinh sát của Tàu Cộng không. Những cái người mà giả bộ vô làm thương lái mua, nó biết hết nhà cửa các bạn, cửa trước, cửa sau như thế nào, bao nhiêu người sống ở trong gia đình đó. Các bạn cứ việc nghe lời nó mà trồng đồ, trồng đạt bán cho nó đi, rồi một ngày nào đẹp trời nó qua nó giết, nó bắn bỏ. Hễ cái thương lái nào nó đi tới nó coi cái miếng đất nào được là căn nhà đó sau này là nó giết mẹ hết trơn rồi. Nó tàn sát hết trơn rồi, là kể như là căn nhà này nó sẽ lên tự động nó nhào vô nó ở thôi à. Cứ việc xây dựng lên đi nha. Đó, nghe chưa? Hết sức là đau đớn. Hết sức là đau đớn. Chào cô ơi, con nghe cô nói như vậy con không còn muốn tha nhập đảng đoàn gì nữa. Trời ơi, nó dụ con ơi, con vô trong đảng đi đó. Rồi bắt đầu má của con bắt đầu là chuẩn bị thằng Tàu qua nó giết lại con, ngồi đó mà con vỗ tay con ca ngợi đảng đi đó. Con ca ngợi đi, nghe chưa? Lisa ơi, chị xem giả hay thật đây chị? Em đăng nhiều quảng cáo về bác và đảng trên mạng quảng cáo lắm. Google hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để gỡ bỏ những clip xấu độc trên YouTube. Trời ơi, thì xấu độc là chỉ có những cái vụ mà giết người hoặc là hiếp dâm đồ kia thì cũng là xấu độc vậy. Em lo gì? Em lo gì? Nha. Cho nên nó nếu mà Google hay ai mà gỡ những cái clip mà xấu độc này chị nghĩ không có đâu. Bởi vì Hoa Kỳ người ta đang lên án cái chế độ đảng đỉ, nó bắt mọi người đấu tranh nó trong nước, nó ghép vào cái tội điều 88 mà. Nha. Người dân ở tại Việt Nam đừng nghe, đừng đọc những gì của đảng đỉ. Hãy nghe lời của chị, hãy mạnh mẽ lên. Nghe chưa? Chị ơi coi nè chị, quát này ở Tây Ninh đó chị ơi, ừ toàn là Tàu Cộng không đó hả? Ừ, toàn là những này là kêu bằng là mặc cái áo mà những này là cờ tỉnh Phúc Kiến không đó hả? Mai mốt nó vô nó kêu những này là đây là cờ Phúc Kiến thôi. Cho nên bây giờ sáp nhập vô trong đất mẹ rồi thì không cần phải để cái cờ đỏ này, phải để cái cờ mà những này là của Tàu Cộng thêm một cái ngôi sao vô. Nha. Yeah. Xong rồi đó, người dân Việt Nam xong rồi đó. Cho nên nếu mà những người nào mà ở Việt Nam, nhất là miền Nam Việt Nam, đừng có bao giờ dại khờ khi nửa đêm mà người ta tới gõ cửa nhà mà kêu cả gia đình phải đi theo. Nghe chưa? Chỉ cần một người nào tới gõ cửa nhà là phải la làng lên. Lisa nhận được một cái mật tin, tức là nó sẽ tấn công vào những cái vùng ấp xã trước. Bởi nó biết những thằng công an xã, những thằng ấp xã toàn là trình độ lớp 3 trường làng ngục không à. Bởi cho nên nó sẽ giết người dân ở trong những cái nơi này trước tiên. Còn ở ngoài thành phố thì đợi đó đi. Đợi một sư đoàn của Tàu Cộng, tức là gồm những cái khách du lịch đó, nó tràn, nó nổi lên đi. Rồi lúc đó biết thế nào là lễ độ liền. Lúc đó biết ngay, biết tức khắc liền à, khỏi cần phải nói nhiều nha. Đó, chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần đi, nghe chưa? Trời ơi chị ơi, sao nghe nói em thấy run quá vậy chị? Gia đình em sao? Em thật sự ra em đang làm dân dân quân tự, em đang làm vấn đề là dân phòng nè chị ơi. Ở em làm dân phòng hả? Trời ơi, công an nó còn đâm chết nữa chứ đừng nói chi mà dân phòng như em nha. Đó, em làm văn phòng em chạy về em cứu mẹ em được không? Em cứu gia đình em nổi không? Hả? Chị mong cho nó làm luôn nữa.
Chị ơi, hôm nay em đi siêu thị lớn của Nhật tại Sài Gòn, em cứ ngỡ em đang lạc ở bên Tàu không à chị à. Bên nhà hàng cũng nghe toàn là tiếng Hoa, ra thang máy ai cũng nói tiếng Hoa hết. Em sợ lắm chị ơi, đó là Takashimaya tại thành phố Hồ Chí Minh đó chị ơi. Trời ơi, nó được chuẩn bị, nó đưa 200 triệu dân Tàu qua, toàn là xích xô xích xà tiếng Tàu không. Các em ở Việt Nam, các em ra nói tiếng Việt Nam, không biết tiếng Tàu là nó biết liền, nó lụm đầu, nó giết chết mẹ liền chứ có gì đâu. Nó vui mà. Trời ơi là trời. Chị ơi chết rồi, chị nói vậy em sao chịu được chị. Bây giờ gia đình của em, ba em còn đang bị ở tù kìa chị ơi. Kêu ba của em hợp tác lại những người trong tù ở bên ngoài này, đi thăm nuôi nói với những người ở trong tù, cho họ biết để mà phá ngục tù luôn, giật súng luôn, bắn chết mẹ mấy thằng quản giáo để thoát thân. Bằng không là nó thui cháy ở trong nhà tù luôn nha. Chị ơi, chị hết giờ rồi chị ơi. Vậy hả, ok. Thôi, chương trình đã hết rồi. Lisa sẽ gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai vào lúc 7 giờ tối Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Lisa có những cái tin tức nào mực để Lisa nói cho toàn dân Việt Nam coi, người dân Việt Nam thờ ơ như thế nào, coi người dân Việt Nam không đứng lên như thế nào. Lisa coi đứng lên hay là không đứng lên nha. Coi giúp này là sát thác hay không. Đã đến lúc này phải cứu mạng sống của mình, bằng không là chết vô tội đi các cưng. Yeah, bye bye.